Bất kể ngày hay đêm, hơn 300 tình nguyện viên là những cán bộ đoàn viên thanh niên, nhà khoa học trẻ hay những người lao động tự do, các bạn trẻ khắp nơi cùng tham gia vào đội xe phun khử khuẩn di động phản ứng nhanh. Họ có mặt ở các điểm nóng hỗ trợ phun khử khuẩn trong các khu cách ly, phong tỏa của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình tình nguyện vì cộng đồng do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ tổ chức và điều phối thực hiện. Hiện tại đã có 130 chiếc xe bán tải phun khử khuẩn phản ứng nhanh. Trên mỗi xe khử khuẩn đều được trang bị các thiết bị máy phun khử khuẩn, đồ bảo hộ đảm bảo 5K. Dung dịch khử khuẩn Anolit đã được pha chế và kiểm định yếu tố an toàn khi sử dụng. Mỗi ngày, trung bình có 15 xe bán tải cùng 100 tình nguyện viên trực chiến xuống các địa điểm nóng để phun khử khuẩn ở các tuyến đường, con hẻm nhỏ, những khu vực mà các xe khử khuẩn lớn của quân đội không tiếp cận được. Trong đó, địa điểm trực chiến của đội xe tại số 5 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, 50 xe khác của đội thường trực phía đông thành phố để hỗ trợ các quận huyện như quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi và thành phố Thủ Đức. Riêng 75 xe khác của đội được bố trí phục vụ các quận huyện còn lại trên địa bàn thành phố. Ngày 15 tháng 7, ông Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần 10 ngày trung tâm triển khai đội xe phun khử khuẩn di động phản ứng nhanh, đã có hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia phun xịt khử khuẩn phòng dịch ở các địa điểm cách ly phong tỏa, các điểm lấy mẫu xét nghiệm tiêm chủng vaccine. Với hơn 30.000 lít dung dịch Anolit, diệt khuẩn tới 99,9% các loại vi khuẩn, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh đội xe sẽ trực chiến làm nhiệm vụ đến khi nào thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi được dịch COVID-19.